Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách trồng rau sạch của mình nhé. Cái đất các bạn hãy làm nhỏ tơi rồi thì cái phân tổng hợp này, phân hóa học ấy, các bạn hãy rắc xuống dưới cho mình nhé. Bây giờ các bạn muốn cho rau nó tốt thì các bạn phải cho cả phân hóa học lẫn phân chuồng các bạn ạ. Chứ nếu nguyên phân chuồng không thì rau của chúng ta cũng không nhanh lên, mà nguyên phân hóa học thì rau của chúng ta cũng lên rất là kém. Thế nên là các bạn hãy cho cả phân hóa học lẫn phân chuồng nhé các bạn nhé. Thì bây giờ các bạn hãy quãi phân hóa học đến cuối cùng cho mình. Quãi đều một lượt phân hóa học đến cuối cùng cho mình nhé các bạn. Không cần nhiều đâu các bạn ạ. Bạn chỉ cần quãi lưa thưa loáng thoáng thôi, xong bắt đầu từ lần sau là các bạn không cần phải quãi một cái loại gì nữa cả. Thế xong một cái thì các bạn hãy cho phân chuồng lên cho mình nhé. Phân chuồng là phân chấu củ khoai một củ tơi. Rải đều phân chuồng lên trên mặt luống này. Xong rồi các bạn lại đảo đều phân lên cho mình. Các bạn dùng cái cuốc cào đảo đều lên cho mình nhé. Đảo cái này để cho chúng ta quãi hạt rau xuống thì là nó sẽ không bị thoát phân, và phân của chúng ta nó sẽ đều dưới đất các bạn ạ. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình quãi hạt cải cúc nhé các bạn nhé. Các bạn muốn gieo cho nó đều thì các bạn hãy chút ra lòng bàn tay và nắm thật chặt vào các bạn nhé. Nắm thật chặt và các bạn chỉ để hở một kẽ tay thôi, và các bạn hãy cầm các bạn lắc cho mình. Và tiếp theo đó là các bạn hãy dùng cái cào, các bạn lại cào đều lên cho mình nhé. Cào lên thế này để cho cái hạt rau của chúng ta nó lấp xuống, trộn lẫn với đất để cho nó mọc, nó không bị hở gốc nhé các bạn nhé. Các bạn cào nhẹ lên trên cho mình thôi. Và tiếp theo các bạn hãy dùng rơm dạ, có rơm thì các bạn phủ bằng rơm đấy, hoặc là không thì các bạn phủ cho mình một lớp chấu lên trên nhé. Cái lớp chấu này, lớp rơm, lớp chấu này rất là quan trọng các bạn ạ. Thứ nhất là để cho nó giữ độ ẩm, thứ hai là để cho nó đỡ cỏ, và thứ ba nữa là để cho nó khi chúng ta tưới nó không bị lèn dí cái đất xuống các bạn nhé. Không có rơm thì các bạn hãy dùng cám cưa hoặc là chấu các bạn nhé. Cám mùn cưa ấy, hoặc là chấu đều được.
Và tiếp theo là các bạn hãy tưới nước cho mình nhé các bạn. Các bạn hãy tưới thật đẫm cho mình. Mình xin nhắc lại với các bạn cách của mình nhé. Các bạn hãy cuốc đất thật nhỏ. Thế xong rồi các bạn lên luống. Luống của chúng ta rộng từ 1m đến 1m2, 1m3 thôi nhé các bạn nhé. Đừng quá rộng để khi chúng ta chăm sóc và chúng ta thu hoạch cho nó tiện. Thế là một, thứ hai nữa là khi băm đất nhỏ xong chúng ta gieo quải phân hóa học xuống dưới, quải phân chuồng lên trên xong chúng ta đảo đều lên. Thế xong rồi chúng ta gạt phẳng là mặt phẳng, xong chúng ta gieo hạt. Gieo hạt xong chúng ta lại đảo đều một lượt nữa để cho hạt rau nó chìm xuống dưới. Xong rồi chúng ta phủ một lượt rơm lên trên chốc. Cái lượt rơm này là rất quan trọng các bạn ạ, để cho nó giữ độ ẩm, nó đỡ cỏ. Và khi chúng ta tưới này nó không bị dí lèn cái mặt đất để rau của chúng ta lên rất là đẹp nha các bạn nhé. Nó lên nó đều, nó đẹp các bạn nhé. Đấy, và tất cả toàn bộ của mình làm như vậy các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì xin các bạn hãy làm thử nhé. Và các bạn chia sẻ cho nhiều người cùng biết cái cách làm của mình nhé các bạn. Làm sao cho chúng ta ăn